bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bố thí ba la mật đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với pháp không nội chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nào bắt được, pháp không không tánh pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với chân như chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với thánh đế khổ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với thánh đế tập diệt đạo chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bốn niệm trụ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với bốn tịnh lự chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Thế nào là nên đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học. Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tám giải thoát chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa nên đối với tất cả pháp môn đà la ni chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học thế nào là nên đối với tất cả pháp môn tam ma địa chẳng khởi lên các hành hoặc hữu hoặc vô mà học